Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái con game Ai Là Triệu Phú bằng cái thằng Android Studio. Thì như ở lần trước mình có nói thì lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái sự kiện nào khi bấm chọn đây, nó màu xanh. Đấy. Rồi, bấm chọn thì đáp án sẽ có màu xanh, màu màu một cái màu gì đấy. Đấy, nó sẽ có một cái màu gì đấy. Còn nếu không thì nó sẽ, còn nếu nếu có, còn nếu mà không đúng thì nó sẽ ra cái màu khác. Nó thực chờ đấy. Đầu tiên là mình sẽ làm việc cái đúng trước nhé. Thì như các bạn có, như là trước mình thiết kế thì là mình có ở đây mình có thể tạo ra cho nó một cái thằng background có dạng này đúng không, màu tím này. Đấy là câu trả lời bình thường. Thì mình sẽ copy thằng này, paste này, bg câu đúng, câu đúng à, câu chọn đi, câu chọn. Đấy, ok. Và mình sẽ sửa lại cái màu này một tẹo, sửa màu một tẹo cho nó câu chọn. Nếu như mình cho chọn mình sẽ sáng lên cho nó màu này, vàng nó sáng quá rồi, màu này đây, màu cam nó trùng với thằng kia rồi. Đó, ok rồi xong. Thì bây giờ ví dụ như xong tiếp đến nữa, Ctrl C, Ctrl V, mình chọn ra là câu tiếp theo, mình sẽ xét cho nó cái value của câu đúng. Nó chết câu đúng. Câu đúng thì mình sẽ xét cho nó cái thằng background này cho nó màu xanh đi. Đó, xong. Rồi. Rồi sang bên main activity. À, main activity. Rồi. Thì ở trong cái hàm check câu hỏi này mình đây luôn, thì vừa rồi mình truyền vào cho nó một cái thằng string là câu trả lời thôi, nhưng bây giờ mình sẽ không truyền vào cho nó cái thằng string câu trả lời nữa. Đó, thằng click để truyền cho nó vào là một cái thằng text view. Đấy, và thằng câu trả lời này sẽ bằng cái thằng text view chấm text chấm string chấm hỏi. Và lên trên này thì mình sẽ không lấy text và của thằng text của thằng view nó kích vào nữa, mà mình sẽ lấy luôn thằng view rồi và mình ép cho nó về kiểu text view để cho thằng bên dưới nó xử lý. Ok, thì có phải là khi mà người dùng chọn đúng không, thì thứ nhất là hàng txt chấm set text à, set background resource, mình sẽ truyền vào cho nó cái thằng resource r.drawable.bg câu chọn. Đấy, rồi sau khi câu chọn xong ấy thì mình sẽ phải để cho nó khoảng tầm 2 giây đúng không, 2 giây để nó hiển check xem con là câu đúng hay câu sai đúng không. Thì mình sẽ gọi nó, thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó cái thằng new countdown timer đếm thời gian ấy. À, đếm thời gian thì countdown thứ nhất là các bạn cần truyền vào cho nó khoảng thời gian là bao nhiêu giây, nó tính trong mini giây ấy. Mình truyền vào cho nó khoảng tầm mất 2 giây. À, cái này các bạn để 100 hay 1.000 gì đấy cũng được, không vấn đề gì. À, mở ngoặc ra và sẽ bắt các bạn phải y đẻ hai cái phương thức của nó là on on tick và on finish. On finish là sao? On finish là chạy xong ấy. Chấm phẩy đã cho bữa rồi. Thì khi mà người dùng có lúc đầu mình set cho cái nó là thành màu xạ màu 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 cam này. Màu cam xong rồi thì sau 2 giây thì có phải là mình cái thằng cách lưu kia của mình nó phải chấm set background sau 2 giây chứ phải check đúng không? Check xem là cái thằng nào thằng câu trả lời đúng. Đấy, để nó hiển thị, để nó hiện, để nó chuyển sang màu cam. Đấy, chuyển sang màu cam trước à, chuyển sang màu xanh. Đấy, thì đơn giản nói thì để làm được như vậy nhá, để làm được như vậy thì trong ngoài mình kiểm tra khá vất đấy. Ừ, nếu thế để kiểm tra cho dễ thì ở trên này mình sẽ khai báo một cái arrayList
kiểu giới diện của nó là thằng xq đấy, ARPV câu trả lời chấm thật. Rồi sau khi xong mình copy này ở trong hàm init. Rồi mình sẽ đi lên đấy chấm thật đấy, và cái thằng Arito ở này ở đây thì ở ở sau khi ánh xạ xong nhé, mình sẽ add add 4 cái thằng TechView câu trả lời dùng vào để xử lý cho tiện. Câu trả lời 1 này, câu trả lời 2, câu trả lời 3, câu trả lời 4, và nó rất là nói. Bây giờ mình sẽ xóa thằng này đi, bởi vì mình đã có thằng Arito kia rồi ấy, thì mình sẽ for TechView cái hàm chỗ tích view là đặt tên t, mình sẽ for x cho cái thằng Arith câu trả lời kia của mình đó, và mình gọi ra cái hàm, mình gọi cái hàm t chấm set on cái listener và mình truyền vào cái thằng listener kia đó. Rồi sau khi đấy xong chưa hết nhá, vẫn chưa hết nhá, đó ở dưới này thì mình sẽ for tiếp, for y nhưng tại y bằng không chấm là y nhỏ hơn đấy, là arith arith txt câu trả lời đó, chấm sai chấm là y cộng cộng đó. Rồi tiếp đến nữa thì mình sẽ gọi ra cái thằng arith txt câu trả lời chấm get vị trí từ index chấm set text truyền vào cái thằng a là vào câu trả lời chấm vét vét ra vị trí thứ y đấy, thế thôi, xóa cái đi sao. Rồi ở bên này mình trên này mình đến này mình xử lý thôi. Khi mà cao finish xong thì có nghĩa là sau khi mình dùng chọn cho nó xong thì mình phải hiển thị, mình phải tô màu, thứ nhất là tô màu cái câu trả lời đúng cho nó thành màu xanh đúng không đó, thì mỗi tô màu câu trả lời đúng cho thành màu xanh thôi nhưng không có gì cả. Thì đây mình cũng tiến hành for này, dxv phải tích view p đấy, 2 chấm arl tích view câu trả lời đấy, mình for này. Và mình lấy ra cái thằng string s bằng t chấm s tích chấm toString đấy, mình lấy ra cho nó câu trả lời là xong rồi, lấy ra câu cho nó cái câu trả lời mà nó hiển thị trên màn hình nhé của bốn hàng tích view, thì mình kiểm tra xem là cái nào cái hàng tích view nào chứa câu trả lời đúng thì mình phải tô xanh đúng không, mình gọi s chấm apply câu hỏi apply cho câu hỏi chấm đấy nội dung, à không phải nội dung, sorry các bạn, đáp câu trả lời, đáp đáp án đúng đó. Nếu như mà tìm thấy được thì mình sẽ gọi thằng tech view t chấm set tech này, à không set background visual file r chấm drawable chấm câu đúng bg sẽ chỉ câu đúng. Rồi xong, và sau khi xét xong mình sẽ tiến hành mình break. Rồi nhớ ví dụ xét xong, xét xong tiếp theo sau khi xét xong thì ít ra mình phải đợi chứng lại cho nó khoảng tầm 1 giây nữa đúng không, chứng lại cho nó 1 giây để người dân người ta kịp nhìn thấy mà người ta đã trả lời sai cái nào, thôi chứng 2 giây đấy, hai trả lời sai trả lời đúng cái nào. Thì sau khi chạy đồng hồ xong này mình sẽ liên tiếp một cái color timer đấy, cũng là 2 giây nhá đấy, phải 100 đi, để 100 rồi nó cũng ghi đi hai cái hàm của nó implement method là xong chấm phẩy. Và sau khi xong ấy thì mình sẽ copy đoạn này mình paste lên trên này đó, rồi
Câu trả lời hiện tại cái câu trả lời đang đỏ ấy, bởi vì câu trả lời nó ở trong cái hàm này. Nếu như mà nếu như thế mình khai báo là file thì mình xin phép mình copy hàm này, xóa string đi, mình để lên trên, để cho nó thành một cái biến phẩm cục đấy, thì sẽ không bắt mình phải ghi là cái biến này là biến file nữa, mà toát này không phải toát, toát này thì mình sẽ phải chuyển về thành main2.activity.zip đó, đúng rồi. Rồi xong thì ở cái hàm hiện câu hỏi, đúng không, ở cái hàm câu hỏi thì mỗi lần hiện câu hỏi mới xong ấy, thì cái thằng ARL câu hỏi này mình sẽ gọi là ARL câu hỏi chấm get vị trí index này, và mình xét lại cái background cho thành màu tím, chấm set background is ARL chấm drawable chấm bg xích chữ btl đó. Xong rồi này, xong rồi. Và như thế này nó vẫn chưa chạy đâu, bởi vì thằng cái đang tham mơ mình khởi tạo lên thôi, mình chưa bấm nó chạy, thì để cho chạy ấy. Nó nhìn là sau khi khai báo một cái cái đang tham mơ xong nhá, đấy thì khai báo xong này thì mình phải chấm start đó. Thằng này và cái thằng cái đang tham mơ ở trên này cũng tương tự, mình cũng phải chấm start đúng không, đấy thì nó mới chạy được chứ. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ run này, run thử này, xem được cái gì được nhá. Rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy 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 chạy. Rồi, sau này bây giờ mình muốn bắt đầu là rồi bây giờ ai là người ngon nhất đọc trinh đó, sáng chưa, một hai đó, mình đã trả lời đúng đấy, xong cái set xong. Nhưng bây giờ ví dụ dụng trinh đó, Ngọc Trinh hay là bạn đúng, bạn đã thua đấy, xong đấy, bạn đã thua xong rồi. Thì sau khi thằng này sau khi xong rồi này, thế là mình đã tiến hành xong cái phần đấy rồi, đúng không? Xong cái phần chưa, hình như là cũng chưa xong. Bây giờ ví dụ như kiểu đây hiển thị sai, đúng không? Ví dụ hiển thị mà người ta không đúng ấy. Khi mà người ta trả lời sai ấy, thì mình phải hiển thị ra được cái là số tiền đấy, cái số tiền mà mình lấy được không? Đúng. Đây số tiền mà người ta đạt được thì nó giảm thôi. Ừ, rồi thì sang bên bên HTTP2 này đấy, rồi ở trong cái thằng OL này, ở trong cái thằng React mà chứa cái đống này, đấy, đâu mình để React thì mình là như đây. Ô chết rồi, mình để làm ID rồi. Mình để ID là ok. Không sao, không có cái gì. Thì đây mình sẽ khai báo thêm một cái value tip. Đây rồi. Có width là map, map tên. Map tên. Hay có nghĩa là map tên. Rồi. Và mình tống cả cái layout, layout chứa cái đống điều của mình vào trong này. Đó. Đó. Và sau khi lấy xong nhé, thì đây mình sẽ cho nó một cái thằng text view, một thằng text view bắt đầu là mắt tên đấy, graffiti center đấy, text color màu trắng đi, text style là modern, text size là 25 ft, ABC chỉ viết gì đi. Rồi thì khi mà sai thì cái tích việc cái lý cái tích điều sẽ được hiển thị lên đấy, đúng không, là thế. Ừ. Rồi tiếp theo nữa là cho nó cái thằng, mình sẽ cho cái thằng bạch đà,
Đây là thằng 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 ồ đấy, và mình cho thằng camera chuyển sang một tí này đấy, ok. Và mình đặt ID cho này, ID txv thua game đấy, rồi copy rồi nhá. Sang bên bên là hai activity này, thứ nhất mình phải khai báo trước. Và mình có thêm một cái thằng TT mua game này, tiếp đến là ánh xạ. Và tiếp đến phần setup, và anh setup thì mình sẽ mua game tới cái token chấm set visible, mình cho nó ẩn nó đi, visible nó sẽ để cho nó là hốt đó, được chưa? Rồi xong cái đấy xong nhé, sau đấy xong rồi nhé, thì ở cái phần thua game, con chỉ nghĩ là ví dụ như bạn đã thua rồi đúng không? Đó, bạn đã thua thì sao? Thì mình sẽ gọi thằng tế thua game này chấm set tech, bạn bạn sẽ ra là với tiền thưởng là rồi, bây giờ đến cái phần tiền thưởng, tiền thưởng không phần khó chịu, xóa tất nhiên rồi, coi là cái ai tiền thưởng của mình, coi là mình sẽ áp, nhưng mình áp từ cái thằng 100 triệu luôn, áp vào 100 triệu áp áp xong mới đến có cái phần tử đầu tiên, không phải phần tử 100 nghìn mà đến là 100 triệu. Còn cái thằng vị trí câu hỏi của mình, cái là vị trí câu hỏi mình thì nó lúc đó bắt đầu một đấy, nếu như mình lấy ra từ một thì có phải nó lấy ra bố thằng này không, lấy là 100 triệu không đấy, thì mình lấy từ thằng 100 nghìn đấy, thì cái thằng này là mình xuống dòng nó một cái này đấy, cộng với thằng ALR tiền thưởng chấm ghép vị trí thứ nhất là ALR vị trí thứ 15 trừ đi cái là vị trí câu hỏi đó, vị trí câu hỏi ok, nhắc từ nó lại thử xem nhé, nó lại thử xem nào nhé, chưa 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 được quên cái là cách tế cái thua game mình phải cho nó hiện lên đó. Lúc đầu là mình cho ẩn đi rồi thì bây giờ mình sẽ cho hiện bằng câu lệnh visible đó, ví dụ bấm run này, enter này, nó xem được cái gì này. Rồi như thế này, mình bắt đầu này. Rồi ví dụ như lúc đầu mình trả lời sai với em Ngọc Trinh, có phải sai không? Rồi bạn đã giao nhận về với tình hình 100, với khởi đầu là 100 rồi, khởi đầu tiên là 100 rồi, 100 bây giờ mình 100 phải cộng thêm cái chữ Việt Nam đồng đi, Việt Nam đồng đấy, 100 đồng hơi ít nhỉ, nghìn hơi ít, mình cộng thêm cho nó 3 số 0 nữa đấy, 3 số 0 nữa thì cho nó thành 100.000 đấy, 100.000 đầu tiên 100.000 đấy rồi đấy xong. Nhưng mà cũng như các bạn thấy trên thì là chủ phú có cái cột mốc ấy, các bạn cái cột mốc không, cái cột mốc ví dụ như kiểu cột mốc này, ví dụ 1 triệu này, 32 triệu này, ví dụ đến trả lên câu thứ hai thì là hay trả lời câu 8 này mà sai cái thì ăn ngay khoảng 1 triệu chứ không được ăn ngay 8 triệu đâu đấy. Bây giờ để làm được như thế nhá, thì là mình sẽ khai báo một cái enter là vị trí tiền thưởng bằng bằng thứ nhất bằng cái gì, thứ nhất là bằng cái thằng A là vị trí câu hỏi này đó, không chân đích này đấy, vị trí câu hỏi bằng bằng thằng này đấy,
Chia phần trăm cho năm, chia cho năm, chia cho năm, chia năm ra. Xong rồi ví dụ mình đang chơi câu số 6 rồi hả, câu 6 thì cái 15 mình chuẩn bị trí câu hỏi thì nó sẽ ra được cái số bằng cái vị trí câu hỏi chứ, vị trí câu hỏi à, chia cho 5, mình đang trả lời câu 6 gọi được 1 không, nhân với 5, nhân với 5 đó, nhân với 5 cộng thêm với lại cái vị trí câu hỏi này. Vị trí câu hỏi chia phần trăm cho 5 đấy. Có nghĩa ví dụ như mình đang trả lời được ở câu số 8 nhé, câu số 8 đấy, thì cái là câu số 8 này thì câu 8 này chia 5 và coi được 1 là 1 nhân 5 coi ra được 5 không, 5 cộng với lại vị trí câu hỏi chia phần trăm cho 5 coi nó ra được là thành 3 đó. À không, sai sai, xóa đi, xóa đi, xóa đi, đây thứ hai thôi. Nếu như mình chơi câu 8 thì có phải là 8 mà chia cho 5 được 1 này, nhân với 5 này, có phải ra số 5 không? Đấy, giờ mình sẽ được lĩnh ở câu mức mức tiền thưởng số 5. Đấy, thì là cái vị trí tiền thưởng của mình đây. Mình sẽ ghép bằng 15 trừ đi. Đấy là vị trí tiền thưởng. Đó, là xong. Đấy, bây giờ chạy thử nhé, chạy thử cho biết. Rồi bắt đầu chơi này. Đây, ví dụ như đây ví dụ mình trả lời đúng câu đầu tiên này. Rồi sao? Tiếp theo trả lời đúng câu 2. Đây mình xin vào ngay nhé. Nếu chị Ngọc Trinh có xem được video, phải là mình mong chị bỏ khóa này cho mình. Rồi, hiện tại mức tiền thưởng của mình đang là mức 500.000, nhưng nếu như mà mình trả lời sai một cái thôi nhá. Đó, cứ nghe. Ok. Đó là chìa khóa đã dừng lại. Rồi, mình sẽ vào Locket, mình đọc xem nào. Sai rồi rồi. 5 x 5. Nó có số 5 là đúng rồi nhỉ? 0 14 là 4 chia 0 nha, 0 15 chứ. Sorry sorry, vị trí tiền hưởng thôi, cái này mình chuyển thành 14, cái này chuyển thành 14 là được, bởi vì là có nghĩa là câu đầu tiên là mình lấy ra vị trí câu đầu tiên là cái thằng này là cuối mình trả lời câu 4 thì cái vị trí tiền thưởng mình là 0, nhưng 15 chứ 0 là bằng 15 mà cái ai tiền hưởng của mình là chỉ có 15 hàng tử thôi, và bộ đếm của nó bắt đầu từ 0 thì nó chỉ đếm được đến 14 thôi chứ nó không đếm được đến 15. Nè, bắt lại nữa. Bắt đầu này. Ngọc này. Có chết sai mẹ không? Chạy lại. Nếu như trả lời đúng. Làm dưới chuyện cô cũng chẳng sai. Đến nhà có suy nghĩ nhé. Tôi bấm chạy lại rồi mà. Đưa vào cái này, bây giờ ví dụ mình bấm nó lên trời đúng không, đó đúng, tiếp đến nữa lại trời đúng tiếp mà. Rồi hiện tại mình đang chờ câu số 3, nhưng câu số 3 mình lỡ tay mình bỏ trời sai cái. Sao tôi đợi ăn cướp luôn, về 100 luôn. Đó, đúng bay này, chơi lại nhé. Bây giờ mình sẽ thử trả lời đúng lên câu số 6 rồi. Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, Trinh, Ngọc Trinh, Ngọc Trinh,
trên offside rồi. Trời ơi. Chưa, một trên rồi, một trên rồi. Một trên tiếp, một trên. Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, ông không biết trả lời đúng không mấy câu à? Rồi đợi câu thứ bảy rồi, bây giờ mình đọc. Sai, đi ra về tay trắng mình còn tưởng là 2 triệu đồng, 20 triệu á? À? Sai đấy. 2 triệu nhé. Mình cộng 3 số 0. À đúng 2 triệu, mình nhìn nhầm. Ok. Rồi. Ở phần video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có nghĩa là bây giờ là vẫn câu hỏi mặc định thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào mỗi lần kiểu thay đổi câu hỏi kiểu kiểu ấy tăng độ khó lấy ra những câu hỏi cấp độ khó hơn. Ví dụ câu 1 thì là như này nhưng câu 2 lại khác chẳng hạn kiểu đấy. Ok, video của mình xin được dừng lại đây, chúc các bạn học trường vui vẻ.